chúng ta hãy cùng chào đón những viên kim cương sáng nhất đêm nay. Diamond, Đặng Thị Thúy Hằng và Nguyễn Kim Tâm. Mình phải hành động thì người khác mới hành động theo. Bán thời gian hay toàn thời gian ở em quay không quan trọng. Bạn làm đều đặn mỗi ngày liên tục, nhất định các bạn sẽ thành công.